Chị ơi, nhà mình còn phòng không ạ? Cho em thuê 2 phòng ạ. Em thông cảm nhé. Đang mùa cao điểm du lịch nên hết phòng rồi. Nếu như không có phòng để ở thì phải đặt trước 1 tuần. Thế chị ơi, chị có biết nhà nghỉ khách sạn nào quanh đây còn phòng không ạ? Quanh đây cũng vậy. Từ sáng đến giờ có mấy đoàn đi qua cũng hỏi mà hết phòng rồi. Thì thôi vậy, em để lại số điện thoại đây cho chị. Nhỡ có người trả phòng sớm thì chị gọi nhé. Dạ vâng ạ. Em gửi chị. Đi thôi. Giật hết cả mình. Tại ông đấy. Ai mà không đặt phòng từ đầu đi. Bây giờ ông tính sao với chỗ nghỉ ngơi đây? Này, sao bà nhìn tôi với cái ánh mắt kiểu mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế? Này, tôi là con trai thân đấy nhá. Ông. Này, ai thèm cái thân thể gầy guộc của ông chứ? Cái gì? Bà thèm tôi á? Ông. Này, ông có tin là tôi xử đẹp ông luôn không? Tôi nói cho ông biết nhá, hôm nay tôi mà phải lang thang ngoài đường, vô tình gặp phải cái thằng biến thái nào giở trò đó, là ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với tôi đấy. Rồi, bà bị làm sao ấy, tôi chịu trách nhiệm, được chưa? Chẳng lẽ ở quanh đây lại hết phòng à? Để tôi lên mạng hỏi xem sao. Chào hai em. Hai em cần thuê phòng nghỉ du lịch đúng không? Dạ vâng, sao anh biết ạ? À, anh thuê ở đây nhưng mà thuê tận 1 tuần. Anh giờ có việc gấp, anh cần về Hà Nội. Hay là anh nhượng lại phòng cho hai em nhá. Thế thì may quá ạ. Thế thì anh nhượng phòng cho bọn em đi ạ. Anh thấy hợp lý đấy. Anh là người ở đây ạ? À không, anh ở Hà Nội, anh chỉ đến đây đi chơi thôi. Thế thì anh dẫn bọn em cho bọn em đi xem phòng đi ạ. Đi xem nhá. Tôi muốn nhượng lại phòng cho hai bạn này. Cô cho hai bạn ấy lên xem phòng nhá. Vâng ạ, anh đưa họ lên xem phòng đi. Chờ tôi với. Ôi, may quá, sống rồi. Phòng này anh ở lâu chưa? Em ở được 2 ngày thôi, còn 5 ngày nữa mới hết hạn. Hai em cỡ thoải mái. Anh muốn nhận lại phòng này giá bao nhiêu ạ? Em đưa bao nhiêu thì đưa. Anh không quan trọng tiền nong, anh thấy hai em không có chỗ ở, anh thấy cũng tội. Em muốn đi kiểm tra phòng một chút, có được không ạ? À, vô tư, nếu em thấy ái ngại thì cứ thoải mái, cẩn thận là tốt. Dạ vâng ạ. Ê, ông còn làm cái gì nữa này? Không mau trả tiền cho anh ấy đi. Anh đã có lòng tốt giúp mình rồi, ông còn nghi ngờ vớ vẩn cái gì đấy. Ê! Này! Sao tự nhiên lại tắt điện? Ông định làm cái gì đấy? Ông có nghe bên tôi nói gì không ạ? Cô em không biết, khi mà nhà nghỉ và khách sạn phải kiểm tra thật kỹ xem có gắn camera theo dõi không ạ? Vậy làm sao để biết là phòng này có camera theo dõi không ạ? Chỉ cần tắt bóng điện xong rồi quan sát. Nếu như thấy chấm đỏ thì đấy chính là thiết bị quay lén. Ồ, thì ra là như vậy. Bảo sao cậu ấy lại cẩn thận như vậy? Các em yên tâm, anh là dân phượt. Trước khi tới đây anh đã kiểm tra kỹ lắm rồi. Anh ta nói đã ở đây 2 ngày rồi, nhưng sao nhà tắm này lại khô ráo như vậy? Cả bên ngoài phòng cũng vậy. Mình đã kiểm tra kỹ, không hề có mùi của khói thuốc, cả tàn thuốc cũng không có luôn. Trong khi đó, anh ta chưa hề trả phòng, thì làm sao nhân viên khách sạn có thể vào dọn dẹp được? Chẳng lẽ anh ta tắm rửa vệ sinh ở chỗ khác? Nhưng rõ ràng là không có dấu hiệu của thiết bị quay lén. Chờ vợ cho ta. Chờ vợ cho ta.
Đúng là cái đồ nhát gan. Ê, này, ông làm sao thế? Ông nói gì đi chứ? Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ ông lại sợ đến mức như thế. Toàn ơi, tỉnh dậy đi. Tôi hứa từ nay về sau tôi sẽ không trêu chọc ông nữa. Có gì ngon tôi cũng cho ông hết. Tôi cho ông hết tất cả mà. Ông tỉnh dậy đi, đừng có bỏ tôi đi mà. Hứa nha. Ông không dọa tôi à? Bà trêu tôi trước còn gì nữa. Đúng là con gái mà. Lúc trêu người ta thì được, lúc người ta trêu lại thì... Sao? Quyết định thế nào rồi? Anh phải lên đường rồi. Dạ, em gửi anh tiền ạ. Chúc hai em có chuyến du lịch vui vẻ nhé. Anh đi đây. May thế, vừa có phòng ở lại còn rẻ nữa chứ. Thích thật. Này, chẳng phải là ông đã kiểm tra hết rồi sao? Còn xem cái gì nữa? Lúc nào ông cũng nghi ngờ ngờ ấy. Lại hiểu sai cho người tốt. Ngồi trên xe lâu, vừa mỏi, vừa bụi bẩn. Tôi đi tắm trước đây, ông tranh thủ nghỉ ngơi đi. Chuyện gì vậy? Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Bà phải nói cái gì cơ? Tôi cảm giác như kiểu là có ai đang nhìn tôi ấy. Cảm giác sao? Nhưng mà cảm thấy rất là thật luôn, không thể nào là ảo được. Chắc lẽ đây là gương hai chiều sao? Gương hai chiều là sao? Mà làm sao để biết đây có phải gương hai chiều hay không? Khi dùng ngón tay của mình dính sát vào gương vuông góc, nếu như có một khoảng cách giữa đầu ngón tay thật và đầu ngón tay xuất hiện trong gương thì đó là gương thật. Còn nếu giữa hai đầu ngón tay mà không có khoảng cách thì đó là gương hai chiều. Nếu như nói như vậy thì đây không phải gương hai chiều rồi. Vì hình ảnh giữa ngón tay của ông với cả cái hình ở trong gương ấy có khoảng cách mà. Không phải gương hai chiều. Vậy thì là gì mới được chứ? Thiết kế của khách sạn này tôi sẽ theo kiểu đối lập. Vậy thì nhà tắm này cũng đối lập với nhà tắm phòng bên cạnh. Vậy rất có thể. Chào anh, phòng tắm của tôi bị nghẹt rồi. Tôi muốn đi nhờ nhà vệ sinh của anh, có được không ạ? Không có gì, mời vào. Cảm ơn anh. Không phải là gương hai chiều, cũng không có gì khả nghi. Vậy chẳng lẽ là do Dương cảm nhận sai? Sao rồi? Bên đó có phải không? Không phải. Không có dấu hiệu gì của gương hai chiều, cũng như thiết bị quay lén. Chẳng lẽ tôi hoang tưởng à? Đã
bắt được con chuột rất to. Mời anh về theo tôi. Này, sao ông lại biết đấy là bọn họ? Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi. Rõ ràng anh ta có thể trả lại phòng và nhận về tiền hoàn, nhưng anh ta ấy không quan tâm đến tiền mà vội vã nhường lại phòng với giá cực kỳ rẻ. Anh ta bảo là về Hà Nội có việc gấp, nhưng biển số xe của anh ta là biển số xe ở đây. Điều đó khiến tôi nghi ngờ rằng anh ta là người ở đây. Nhưng mà tôi thấy cũng có nhiều trường hợp người ta mua lại xe cũ thì biển số ở nơi khác cũng có sao. Điều thứ ba, căn phòng này hoàn toàn khô ráo, không hề có mùi ám của khói thuốc lá, mà có vẻ như anh ta là một người nghiện thuốc lá nặng. Điều đó chứng tỏ rằng căn phòng này không hề có người ở, nhưng anh ta lại bảo rằng đã ở đây 2 ngày rồi. Chính vì điều này mà ông nghi ngờ họ hay sao? Đúng vậy, nhưng mà khi kiểm tra lại thì hoàn toàn không có dấu hiệu gì của những thiết bị quay lén hay là thuốc mê, nên tôi đã cho rằng anh ta là một người tốt thực sự. Nhưng tại sao cuối cùng ông lại phát hiện ra là họ đặt camera ẩn ở phía sau tường đằng sau cái tấm gương đấy? Bà có nhớ cái bản vẽ thiết kế của anh ta không? Điều đó chứng tỏ rằng anh ta làm thiết kế xây dựng. Đồng thời giữa anh ta và chị chủ khách sạn này có đeo một sợi dây chuyền cặp với nhau. Điều đó chứng tỏ hai người họ có quan hệ với nhau, khiến tôi nghi ngờ rằng anh ta là người thiết kế khách sạn này và ẩn chứa âm mưu đặt máy quay lén trong bức tường để tránh bị phát hiện. Đúng là lũ khốn nạn, nhiều âm mưu thủ đoạn. Nếu như không kịp thời phát hiện thì bà sẽ bị tống tiền bởi những hình ảnh vừa rồi đấy. May quá, suýt nữa thì... Ê, này, ông đi đâu đấy? Đi tìm chỗ khác để thuê phòng chứ còn sao nữa. Hay là muốn ở đây? Điên à?